kiểu như hổ tôm. Ui, đấy, còn một ác chưa? Có cái lá tím này đâu, cứ thấy thế này cứ trùng lên 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 là truyền thảo xén. Cái thành phần của nó là như đúng rồi mẹ này như mẹ quay ấy nhỉ. Tuần cáo à rồi nhỉ? Tuần cáo. Này phơi lâu không chị? Phơi nó hơi cứng ra, tùy nắng. Nắng quá cũng không được. Chuẩn đoàn là màu thì vàng. Yêu cầu chuẩn đoàn bỏ mũ ra đây. Ô đúng rồi đấy. Có lòng mũ không cần như hài như này. Đây là răng mỏng phơi xong nó cuốn vào cái nâng tay giá kỉnh là mới nhìn nữa. Đây kia kìa, đội xe chúng ta có hóa kìa. Có được không được? Cái này mà có thịt xiên vào đây thì thôi. Trái tim này hoa, hoa năm cánh. Hoa ban. Do khuôn thôi. À, đây. Đây xong. Những việc. Nhưng mà dày thì giá nó sẽ lâu. Không lâu đâu. Alo. Phải chín hẳn chứ. Thì hả? Hay làm xuống. Nhìn đây bên sắn rồi đây, 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 đây.
Và nỉ thế ở chén đấy ạ. Cô lấy cái này thế là dán thôi nhỉ. Phôi có cái chỗ mà nó không này mình... Ô, gà rung sắn luôn này, rung gì? Nế cái củ cười cái kia sáu lạng rồi kìa. Ăn nào rung sắn nha, bác hẳn hoa nhưng mà nó rung sắn. Cho hai túi. Ôi cái này nó sáng nhỉ. Cái này phơi mấy nắng này khô hả anh? Gạo này phơi một nắng thôi. Dạ, một nắng là được anh. À đây bánh gạo ạ. Hai nắng. Vâng. Ngon nhỉ. Bây giờ thì phân ra làm hai loại bánh, gọi là bánh thẩu xén với lại bây giờ chúng tôi là sáng kiến ra nghĩ là sắn thì cũng đủ được mà cũng vừa được. Chính kẹo bánh ngọt như đây không? Làm cha cứ đi vào cứ toàn lấy bánh này để làm được rất ít và giá bằng chân thôi. Giá bạn bây giờ bánh thảo xén của dân tộc Thái trắng đủ hay thôi. Thảo xén này. Cái này cho vào hộp luôn cho. Đấy nó đang nổi lên. Trắng màu trắng gốc cũng chả phùng mấy. Anh Dũng ơi, chủ yếu là này. Anh Dũng ơi, nó nguyên gạo nó màu trắng ăn nó phùng mấy, rán nó mới phùng cơ. Nên màu nó không phùng mấy đâu.